Video này để mang đến cho bạn bởi tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây, chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu, chi tiết ở phần sau của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Luận Cái Bàn, buổi talk show mỗi chủ nhật hàng tuần nơi mà chúng tôi, những bộ trưởng bộ không ai hỏi, trả lời những câu hỏi mà không ai hỏi về những thứ mà liên quan tới điện ảnh và vẫn như mọi khi, tôi còn gọi. Và nếu các bạn muốn một nơi để bàn luận, phê phán, chia sẻ về phim thì hãy vào ngay phim này hay phết để cùng chúng tôi share meme, tranh luận và review các phim cực nhanh. Và như đã thông báo từ tuần trước thì số lượng cái bàn này chúng tôi sẽ review 3 phim là Kẻ Ăn Hồn, Người Mặt Trời và Wonka. Nhưng Kẻ Ăn Hồn thì chắc đang mải Ăn Hồn giờ lịch chiếu nên là chúng tôi sẽ chỉ có Wonka và Người Mặt Trời thôi. Mày thấy sao là hai phim này? Em xem xong hai phim này đầu em nhiều chữ. Nhưng mà tóm lại là em dùng một câu thành ngữ đấy là kẻ tám lạng người nửa tấn. Lệch em nhiều thế cả. Chắc phải béo, ác. Anh biết ai cũng béo. Nhưng mà như vậy là kiểu hai phim này thì nó sẽ rất chênh lệch về chất lượng đúng không? Lệch bé bé đấy. Thế thì phim nào nhẹ hơn thì mình nói. Người Mặt Trời, một bộ phim khá là hứa hẹn, lấy đề tài ma cà rồng, Dracula, kiểu một cái đề tài gần như là mới tinh ở thị trường Việt Nam và rất ít nhà làm phim động đến chủ đề này. Và đạo diễn Timothy Linh Bùi đã quyết định là ta không vào định ngục thì ai, và khai thác một bộ phim liên quan đến ma cà rồng. Thì ma Tây anh em mình xem nhiều rồi, hàng nội địa thì mày thấy sao? Hôm em xem xong ấy, xong rồi em phải tra wiki xem là con ma cà rồng nó mặt ngang mũi dọc làm sao. Em thấy là ma cà rồng Việt Nam người ta bảo là lỗ mũi to, kiểu đêm nào cũng đốt chân vào lỗ mũi xong rồi đi hút máu người. Chắc là lỗ mũi phải to bằng cái bát mất rồi đút chân vào. Cái đấy em chị. Mà quay trở lại với phim thì em thấy là phim này ma cà rồng đẹp, đẹp quá. Nó đánh luôn. Thực ra là nếu mà anh sẽ thích xem ma cà rồng đút chân vào lỗ mũi không bay lên đánh người hơn ấy. Theo như phim kể thì là loài ma cà rồng đã xuất hiện cách đây 400 năm, chia làm hai phe, một phe lương thiện giữa những con người, một phe còn lại thì hút máu người cho nó sướng. Nhân vật chính là hai anh em ruột, nhưng mà suy nghĩ trái ngược nhau. Một ông thì muốn làm người, thích đi dưới ánh mặt trời. Ông còn lại thì không thích ăn kiêng, cứ đi hút máu cho thoải mái. Và có một ngày thì có một cô gái phát hiện ra cái bí mật này. Người em thì muốn bảo vệ, người anh thì muốn giết. Thế là hai anh em bem nhau. Đấy, kiểu nội dung nó là như thế. Em thấy cốt truyện kiểu này một tỷ phim giống ấy. Cái này thì nó cơ bản đúng không? Kiểu mấy phim anh em sưng máu xong rồi vì bát canh chua nên là phải đánh nhau thứ chắc xếp 10 hàng chưa hết. Nhưng mà em nghĩ là phim dùng mô típ quen thuộc thì vẫn hay được mà. Thế phim này có hay không? Không. Phim này chắc không cứu được phim Việt Nam ấy. Không khéo còn đi lùi. Nhưng mà đi lùi chưa chắc đã là lởm nhá. Vì sao? Bởi vì nó lùi về mặt chất lượng nhưng mà về ý tưởng thì nó lại tiến, nó lại táo bạo, nó lại thách thức giới hạn kiểu moonwalk. Biết là Việt Nam mình sẽ sản xuất một bộ phim về ma cà rồng thì anh cũng tò mò, xong rồi khá mong chờ. Tại vì gần đây nhé, những phim Việt Nam làm mình rất thất vọng rồi. Nhất là lần đầu tiên kiểu Cù Lao Thác Sống nó xuất hiện, mình kiểu ui Việt Nam là zombie này, xong rồi như yeah. Rồi là dạo gần đây lùm xùm này lùm xùm kia nữa ấy. Nên là kiểu cái tín nhiệm của phim Việt Nam nó đang cực kỳ thấp ấy. Nên là mình đi xem mình sẽ sẵn trong đầu là chắc chắn là phim này sẽ tệ tệ rồi, mà nó là cả người Việt mình làm nữa chắc phải siêu tệ. Nhưng mà có một cái rất hay ấy, là tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây, chất âm hay nhất, tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res, âm trường rộng, nhịp bay sống động, thiết kế trẻ trung, với hai màu đen và bạc champagne vô cùng trẻ trung, đeo lên auto đẹp dài. Công nghiệp lắm anh ạ. Về mặt kịch bản, anh thấy là hơi giống mấy chị thợ may viết, khá là chắp vá. Cảm giác là như kiểu họ đem câu chuyện của 1000 phim khác rồi đem về lắp vào với nhau, nhưng mà nó lại không toát lên được bất cứ cái điều gì của 1000 phim kia cả, và nó lại thành một cái đống lẫn lộn. Ừ thì cái việc ma cà rồng chia phe thiện ác nó là cơ bản này, hai anh em xung đột, ừ họ có thể làm thế. Nhưng mà cái mà làm anh cấn nhất ấy là người em lại quyết tâm bảo vệ một cô gái mình mới quen được có mấy tiếng đồng hồ và phản bội lại thằng anh giai, người mà kiểu cực kỳ quan tâm, sẵn sàng lấy tính mạng bảo vệ cho thằng em. Thế em thấy tóm lại là chuyển biến tâm lý hơi nhanh. Đúng, chuyển biến tâm lý quá nhanh kiểu mà nó cứ bị tào lao ấy. Họ hoàn toàn có thể, nghĩa là nếu mà cái thời lượng 2 tiếng của họ nhá, nếu mà làm cho mối quan hệ trở nên quan trọng hơn và khiến người em kiểu phải buộc phải phản anh trai mình ấy. Nhưng mà nó lại không có, kiểu mới gặp phát là bùm mất bỏ nhà bỏ anh em theo gái luôn. Mà cả nam chính với nữ chính thì đều nhìn nhau phát lá yêu, thì nó sẽ khiến cho việc kiểu phản bội lại người nhà của mình và cả loài ma cà rồng nói chung nó bị tào lao vớ vẩn ấy. Em thấy là tình tiết không chuẩn logic. Chắc chỉ có thằng em đang chơi Fire Fire của em ở nhà là không chê thôi. Chứ còn người xem chơi 18 tuổi thì chắc người ta khéo còn ghét cả nhân vật chính. Nhưng mà thừa nhận một cái nhé là mô típ cũ này có sự xào nấu, phát triển hơi dở. Ừ. Nhưng mà phim này thì cũng có ý nghĩa, mục đích rõ ràng của nhà làm phim ấy. Thế lại khen à? Khen tí. Cái tên Người Mặt Trời thì có lẽ là chưa thoát được lên cái ý nghĩa rõ của phim. Nhưng mà tựa tiếng Anh là Daydreamer, nó sẽ thể hiện được là có những ma cà rồng muốn được sống vào ban ngày, muốn đi ra ánh mặt trời, nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ là mong muốn viển vông, ước mơ không thành hiện thực được. Ma ăn chay nghìn kiếp thì vẫn là ma ấy, kiểu thế. Ghê, triết lý đấy. Nhưng mà kịch bản không mới, kể lại không hay thì có là bố của ý nghĩa đi nữa thì người ta cũng chẳng quan tâm. Đấy, xong rồi chưa kể phim này thời lượng tận 2 tiếng ấy.
Nếu mà không phải review phim này khéo hôm đấy em bỏ về từ nửa phim. Ngồi xem phim Ma Cà Rồng phi xe máy đuổi nhau trong 2 tiếng đồng hồ, chết não luôn. Vẫn nói về Ma Cà Rồng nhá, em thấy Ma Cà Rồng phim này hơi kỳ. Lúc mà em xem đoạn đầu phim ấy, em tưởng là Ma Cà Rồng Việt Nam nó giống kiểu bị bệnh ấy, mà bị bệnh thì có thể chữa được như kiểu zombie ấy. Thì về cơ bản là giống như kiểu người nhưng mà khoái uống máu đúng không? Nhưng mà hóa ra là lửa chạy thì nhanh nhá, xong người thì khỏe nhá. Nhưng mà có dùng không? Không. Cứ phóng xe máy với xe ba gác đuổi nhau, thi thoảng hồi chiêu được tí thì nhảy được mấy phát, xong lại hai căng hải với cả xe máy đuổi nhau. Ừ, chắc là làm thêm mấy cảnh khoe sức mạnh thì có khi là tốn tiền CGI đúng không? Em không nghĩ là nó khó đến thế, như kiểu ví dụ đoạn cuối phim ấy, người ta cho Ma Cà Rồng sử dụng sức mạnh các thứ trông khá phết đấy chứ. Thế mà chả spam luôn từ đầu đến cuối cho chất. Nhưng mà kỹ xảo thì cũng có đẹp đâu. Nhưng mà kỹ xảo hay hơn kịch bản đúng không? Hay là cả hai đều tệ. Nhưng mà đúng là cảnh cuối phim thì đánh nhau là có chất. Kiểu ông anh đập liên tục của ông em máu be bét rồi trông khá đau. Và có thêm cả hóa trang nữa, có đẹp, có kinh thì cái này phải khen thật. Kiểu đội hóa trang có tâm ấy. Phần hình ảnh thì có đẹp, gọi là vài chỗ rồi nhé. Thôi thì thôi cũng gọi là vớt phát được một tí. Chào cái gì vớt được cái cảnh anh Thuận Nguyễn combat với chị Pù. Ừ, cái đấy thì chịu đầu hàng. Về diễn viên thì sao? Chúng ta thấy chị Pù này, sau chị đẹp đạp gió rẽ sóng này, thêm cả anh Thuận Nguyễn này, gọi là ông này gần đây khá nổi, và hai gương mặt cũ với cộng đồng mạng và mới với điện ảnh Việt Nam là Ngọc Vàng và Trịnh Thảo. Thì mày thấy sao về cái lineup này? Em thấy bốn cái tên này đều quen mặt với khán giả, nhưng mà em thấy chưa ai được đánh giá cao về diễn xuất ấy. Em lấy ví dụ chị Chipu nhé. Thì chị Chipu mà làm mẫu ảnh với KOL sắc đẹp thì em thấy là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đến đoạn diễn xuất thì em không xuất được. Em nghĩ là chị không phải là không nỗ lực đâu, chắc là kinh nghiệm chưa chín ấy. Những phim sau nếu mà vẫn có chị Chipu thì em vẫn mong chờ, nhưng mà em nghĩ là không phải khán giả nào cũng kiên nhẫn như thế. Dạ, anh em mình phải xem phim nhiều và phải đi xem thì mình có thể là hóng hơn đúng chứ người bình thường thì có thể là người ta sẽ mất kiên nhẫn và người ta không muốn xem nữa. Cũng khá là giống anh Thuận Nguyễn ấy, tại vì 2 năm trở lại đây thì đột nhiên nổi lên như một hiện tượng luôn. Đặc biệt nhất là vai phản diện trong cái phim Thanh Sói. Phim đấy diễn khá ok, nhưng mà hai cái phim gần đây là Người Mặt Trời và Người Vợ Cuối Cùng thì có tụt lùi về phong độ. Wow, nhưng được cái là anh có cái base là đẹp dai, ăn hình cái thứ. Chắc là phải lại chờ thời gian, lại phải yêu cầu thêm sự kiên nhẫn của khán giả, thứ mà bây giờ đang cực kỳ mỏng rồi. Ngoài ra thì phim này có một diễn viên nữa em thấy cũng ấn tượng phết, đấy là anh Trần Ngọc Vàng. Trong mặt bằng chung của phim này thì em thấy là anh này hay nhất rồi, xua kèo luôn. Kiểu giữa nhiều người dở thì anh này nổi bật hẳn lên ấy. Em search tí in tư của anh này xong rồi em kiểu uầy, anh này trẻ phết, xong rồi học sân khấu điện ảnh các thứ luôn. Nhưng mà anh này chưa lên hình nhiều nên là mình không có gì nhiều để đánh giá. Tóm lại em thấy anh Vàng còn nhiều cơ hội trong tương lai để thể hiện mình. Nhưng mà nãy giờ nhá, anh em mình nói quá nhiều thứ nhưng mà lại quên mất cái điểm yếu chí mạng nhất mà làm cái phim này cờ rinh nhất là Thoại. Cả nhà ơi, giết một mạng người nổi một ma. Mày khóc à? Cả rồng không khóc anh ạ. Thế có đói không? Cả rồng không đói, chỉ khóc thôi. Ừ đấy, kiểu cái Thoại trong phim nó như thế, là kiểu sao ma cả rồng lại xưng là cả rồng với nhau. Cả nhà ơi, tưởng kiểu một cái cỗ máy khát máu giết người man dợ thì nó phải kiểu quỷ vết như thế, kiểu nó cực kỳ sợ luôn đấy. Nên thực sự là cái người viết kịch bản đấy, anh cảm giác là họ không hiểu là người bình thường ở Việt Nam người ta nói chuyện với nhau như nào ấy. Cái đấy em không rõ, nhưng mà em thấy không chỉ có lời Thoại sượng đâu. Cái diễn xuất của diễn viên, kiểu cách diễn viên Thoại cũng sượng ấy. Em lại phải lấy ví dụ chị Chipu. Lúc mà chị nhảy thì bao đẹp, nhưng mà chị nói thì cứ thều thào, nghe chảo tí lực nào, vô tục quản quạ. Ít ra phải thế nó mới lực. Cũng không riêng Chipu mà mấy diễn viên khác đều thế. Thì nó là cái chung của cái phim này. Tóm lại là tốt phim tốt chưa? Chưa tốt, chắc chắn là chưa tốt, hầu như là về mọi mặt. Nhưng theo cá nhân anh thì nó nên được ủng hộ hơn. Và không phải là ủng hộ vì nó hay, mà là vì để cho kiểu khuyến khích người Việt Nam mình làm những cái phim như thế hơn ấy. Đầu tiên là Ma Cà Rồng, sau là X-Men, Người Nhện, Spider-Man, các thứ thì sao. Nói chung là phải có bước đầu tiên, mặc dù là đi thì chắc phải thụt xuống hố luôn. Nhưng mà phải có đầu tiên thì mới tiếp theo được, đúng không? Nếu mà so với Cù Lao Sắc Sống thì cái này anh nghĩ là tốt hơn đấy chứ. Thế thì đánh giá phim này là Đi Thì Bóng Mặt Trời. Và cái đầu kẻ thù nặng ký một nửa tấn đối đầu trực tiếp với Người Mặt Rồi ra mắt cùng ngày là Wonka, phần tiền truyện của chủ nhà máy chocola Willy Wonka. Thì cái phim này là về Willy Wonka đã lớn lên thế nào và làm cách nào để ông có thể lan tỏa chocola của mình đến tất cả mọi người trên thế giới. Thật ra em thấy mình không cần một phần tiền truyện của Willy Wonka lắm, nhưng mà có Timothy Chalamet thì lại được, thì lại ngon. Nhưng mà em thấy cũng ngại thay cho Timothy Chalamet luôn, kiểu ngại bị so sánh với người tiền nhiệm ấy. Em thấy bản của Johnny Depp là một cái gì đấy legend.
Nhưng mà trong phim này thì lại nó lại không lấy hình tượng của Johnny Depp. Nó sẽ không phải kiểu dị mặt như đánh 3 tấn phấn, mà sẽ là hình tượng dùng trong Willy Wonka và nhà máy sô-cô-la năm 1971 ấy. Thì chúng ta ở đấy có một Willy Wonka lạc quan yêu đời, hướng đến điều tích cực và ước mơ là mang sô-cô-la và hạnh phúc đến mọi người. Đấy cũng là cái phần ý nghĩa chính mà phim mang đến ấy. Nó sẽ hơi thiên hướng về kiểu tình cảm gia đình, dễ lãng sinh, chứ nó sẽ không kỳ quặc như là của Johnny Depp. Đấy là về mặt lý trí rồi đúng không? Nhưng mà ý em là về mặt cảm xúc cơ. Em thấy là người xem sẽ dễ bị mặc định là bản Johnny Depp nó là tiêu chuẩn ấy. Nên là cũng không phải là ai cũng biết về cái bản năm 1971 ấy. Nhưng mà may một cái em thấy phần này vẫn hay. Từ điểm chuyên gia đến điểm khán giả đều khen luôn. Em thấy khen thấy xứng đáng. Anh cũng khá thấy thế. Trong 10 tháng gần đây thì Wonka là cái phim mà đánh giá là hay nhất anh từng xem. Nó thoải mái về mặt thể chất, thoải mái về mặt tinh thần. Sẽ thoải mái về mặt thể chất thì nó sẽ ngủ ở trong phòng chiếu, nó sẽ kiểu là làm mình cuốn đi và quên hết đau đớn về thể chất đi. Và cái phim này thì nó sẽ phù hợp với tất cả lứa tuổi, kiểu trẻ con thì ngắm thế giới, còn người lớn thì sẽ suy ngẫm nhiều hơn và thấy là mang nhiều ý nghĩa. Thì anh thấy là cái phim này nếu mà xét về mặt cảm xúc nó đã phải 9/10 rồi. Em nghĩ chắc đấy là ý đồ ban đầu của nhà làm phim ấy, muốn chinh phục khán giả bằng yếu tố cảm xúc đấy. Và Timothée Chalamet. Đúng rồi, chủ yếu là Timothée Chalamet. Chứ còn xét về nội dung thì em thấy siêu cơ bản, mà kiểu cơ bản như mấy phim thời 1971 luôn. Nhưng mà cái đấy không quan trọng, bởi vì phim đã làm tốt nhiệm vụ của nó, đấy là mang lại niềm vui. Anh thấy thế đủ, chỉ cần thế thôi, kiểu ngồi bên gia đình cạnh lò sưởi ôm nhau xem phim thì nó lại khá hay, mặc dù ở Việt Nam mình không dùng lò sưởi. Nhưng mà hay hơn nhá là Timothée Chalamet lại không chỉ đẹp trai mà lại còn diễn hay. Cái này chắc là phải cho 100 điểm diễn xuất. Diễn viên có thực lực ấy, đóng ra hồn hẳn. Mà nó lại không phải hồn kiểu Johnny Depp ấy, mà hồn này nó trong sáng, nó mơ mộng hơn. Có vẻ ý nghĩa phim này là mọi thứ đều bắt đầu từ những giấc mơ. Nhưng mà nếu mà ý nghĩa này mà cho Johnny Depp đóng thì em thấy cũng kỳ phết. Nói chung là khuôn mặt baby của Timothée Chalamet là kiểu perfect match rồi. Các bài hát thì rất là hay ấy, kiểu nội dung của phim anh không nhớ đi. Nhưng mà bài hát thì khá là catchy. Em Châu có thể để một đoạn bài hát đây cho nó catchy. Nghe có vẻ không chê gì à? Hay chê tí? Hay là chê Timothée Chalamet quá bảnh, không giống Willy Wonka? Tóm lại là cái phim này cũng khá đáng yêu, cảm xúc này hợp với các hộ gia đình. Đặc biệt là gia đình có con nhỏ mà người lớn xem cũng được. Xem xong thì nghĩ ngẫm ra được nhiều ý nghĩa nhân sinh. Chuẩn luôn. Thế nhạc lại còn hay, in sâu trong ký ức. Chuẩn luôn. Thì chấm điểm như nào? Siêu nhân ca. Phù hợp với mọi lứa tuổi và hay. Và đó là review của chúng tôi về Wonka và Người Mặt Trời. Có thể đúng, có thể sai. Nếu các bạn có ý kiến tương tự hoặc không thì hãy comment ở bên dưới. Tuần sau thì chúng tôi sẽ review những bộ phim là Kẻ Ăn Hồn này, Thanh Niên và Chim Diệc, và cũng có thể là Aquaman. Nên là hãy cùng đón xem vào số lượng cái bàn tiếp theo. Tôi là Vui Vẻ. Và tôi Quạt Quạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đừng quên mua tai nghe.